Bạn thân mến, hôm nay cuối tuần rồi, chúng ta sẽ đi Kepramatta, đi một vòng Kepramatta, coi thử hôm nay có gì đặc biệt không ha. Ok, đây là John Street. Người đông, xe cộ đông, chúng ta cùng nhau đi dạo phố nha. Kepramatta lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp cả. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi đây làm gì? Có rất nhiều chuyện xảy ra ở Kepramatta. Chuyện gì đây? Mời các bạn cùng Diamond đồng hành đi Kepramatta nha. Have fun. Rồi, đây là Hill Street. Có rất nhiều nhà hàng ở gần đây. Phở, tiệm phở rất là ngon. Nhà ăn chay. Các bạn thấy bầu trời chuyển qua màu xám rồi đó. Có thể là một lát nữa là sẽ có mưa gió rất là to. Nhưng mà không sao, nắng mưa là chuyện của trời. Còn ta đây là đi Kepramatta là chuyện của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trung tâm thương mại Kepramatta. Và chuyện đầu tiên là chúng ta phải cần kiếm chỗ đậu xe ha. Ok, trời thì sắp chuyển mưa nhưng có người vẫn nhộn nhịp đi mua thức ăn, đi chợ. đi những nơi cần phải đi. Rất là vui nha. Rồi, quẹo phải. Coi thử có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là giveaway. Người đi ngoài phố. Turn to the right. Khoai lang ngon đây, mại rô. Cá tôm thịt đây, mại rô. Mua bông, đây là bán bông. Bán cá. Bông hoa, cây kiển. Beautiful. Cây kiển. Nhộn nhịp. Khai trương thì mới khai trương. Tiệm trái cây, bưởi, để tôi thấy nè, đu đủ. Đấy, cái banana. Để thấy banana. Thấy banana. Dạ anh ơi, nay khỏe không? Lá dứa và bưởi. Bưởi nhãn. Trái khóm rất là ngon. Đúng vậy, các bạn đang cùng Diamond đồng hành Kepramatta. Mình cùng nhau đi chợ nha. Xa xíu. Heo quay. Sầu riêng. Hello.
chế ăn sầu riêng không nha. Thơm quá ha. Rồi, bưởi chế bún. Rất là vui, bưởi không? Rất là ngon. Khép rồi mấy ta. Bưởi. Chìm ha. Thế nào, cũng tén. Wow, lấy fish à. Đây nè. Đây còn về hủ thế nha. Hủ từ chị Sài Gòn á. Máy vô. Ao. Ô, này hú này. À, chè sen. Ngoài hủ tiếu đây là chè. Chè ngon. Cái cục. Đây là. Và chè. Ngon chứ. Wow, hủ len ha. Wow, để tôi kẹt đi xa. Ý, có tỏi đâu rồi? Có mẹ tì chà cả tỏi luôn rồi. Mommy never had the tỏi in the first place. They have. À, bưởi ngon rồi. Đây này là ổi trái cốc rồi. À, đây là cái tuổi chè, xíu hủ sực nè. Hả? Ừ. Hả? Mommy, I like this. Yeah. I like that one. Ok, đây. Con đường hẻm này là rất là thơm, rất là nhiều mùi ngon. Đây, trái cây, bánh. Ừ. Dạ. Hả? Mất xíu quà, vô mại chung à. Đây nè. Nè, cái trái này ngon nè, cái này nè. À, cái này nè. Chu chu à, trái nho. Không đặc gì ha. Ngon. Thấy thì coi bán cái gì. Hai hộp khác nhau. Hai hộp, ba hộp 12 đồng. Ừ. Mại không? Spin. Hello chị. Nào con coi thôi. Sao con coi thầy. Lấy đi. Đúng không? Đen hả? That's a panda. Cute hả? Đây này, mũ to à. Này không? Chè xôi nha. À, với mại tôi kịp. Hàng cái bảo rồi. Mình xây mại luôn. Hàng cái bảo rồi. Thôi bây giờ mà chúng ta cùng nhau đi mại xá xíu đi. À, mua xá xíu ăn. Đi một vòng ăn chè, thử cái này, thử cái kia, thử trái cây. À, rồi không biết mình muốn mua cái gì luôn. Nhưng mà mình đã mua được lá dứa. À, lá dứa để trong cơm, nấu cơm rất là thơm. Ok, bây giờ không biết muốn ăn cái gì nữa, nghĩ không ra. Thôi thì chúng ta cùng nhau đi mua xá xíu ha. Mua xá xíu về ăn cơm đi cho nó gọn. Ok. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường. Đi qua đường đi mua xá xíu heo quay.
À, hột vịt lộn. Này đi kia chùa hột vịt lộn. Đi một vòng rớt luôn cái túi hồi nào không hay. Đầu xín nè. Mua vịt quay. Heo quay xá xíu. À, bao tử heo. À, sweet sour pork kìa. Ha, mày sweet sour pork đi. Dead chicken. À. No, có đi hay dead babies. No, no. Con chim cúc à. Chim cúc à. Which is what? Chim cúc hay little bird á. Quail. Yeah. Exactly. Dead babies. Dạ, ủa. Chị. Tiếng Hoa với học sweet sour pork á. Chúng học giới thiệu sa siêu tôi phải sao kết hợp đi câu la giờ nằm lên cái võng ngủ một giấc đã rồi đi về nhà. Thoải mái. À ha. Go to the car. À, chị đã sáng phù. Hôm đó này Sài Gòn. Sài Gòn chợ An Đông tại Karamata. Vậy là một vòng Karamata. Ô xa xíu. À và Swiss sour pork nè, lá dứa nè. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu nữa đây? Các bạn muốn đi đâu? À, nhớ subscribe Diamond here nhé. And watch more video there. And thanks for watching and being my movie star. À, đó là ngày cuối tuần Karamata thứ bảy. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi đó. À, các bạn thấy bầu trời từ xanh xanh đổi qua xám xám rồi ha. Và bây giờ xe của chúng ta đậu ở đâu? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm xe ha. À, xe ở đâu đây? Ở bên đây hay là ở bên đây? Hay là ở bên đây? Ok, à, xe ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu đi chơi tiếp nữa nha.